Các khán thính giả của kênh Spy Room Book đã từng rơi vào hoàn cảnh nào cho những ví dụ sau đây? Đầu tư thời gian vào một hoạt động nào đó mà sau này khi nhận thức lại thì cảm thấy không xứng đáng. Tiếp tục làm một điều gì đó mà bạn biết là có hại cho bản thân, chẳng hạn như hút thuốc lá hoặc thức quá khuya. Mãn nguyện vì được khen ngợi khi thành công, nhưng khi thất bại lại đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài. Những ví dụ được liệt kê vừa rồi được gọi là thành kiến trong nhận thức, hay có thể hiểu là những lỗi tư duy cơ bản mà hầu hết chúng ta đều đang mắc phải trong suy nghĩ hàng ngày. Nếu bạn muốn loại bỏ những lỗi lầm này, bạn phải học cách loại bỏ chúng để đưa ra sự lựa chọn tốt hơn cho cuộc sống. Và thật may mắn là những lỗi tư duy phổ biến này đã được tác giả Ralph Dobley trình bày rõ ràng trong cuốn sách Nghệ thuật tư duy rành mạch. Nội dung cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu vì sao những lỗi tư duy nhỏ nhặt hoàn toàn có thể tích tụ thành những thành kiến khó bỏ, và chính những thành kiến này đã tạo ra vô số những sai lầm trong sự lựa chọn và quyết định của bạn. Từ đây, bạn sẽ biết cách sửa chữa tư duy và hướng tới một lối sống lành mạnh cũng như thành công hơn. Hãy cùng khám phá cuốn sách này qua những tóm tắt và đánh giá từ cây bút viết cùng Tiểu Hy tại Spy Room ngay sau đây. Tại sao nhận biết về lỗi tư duy lại quan trọng? Nhận thức về lỗi tư duy là một yếu tố quan trọng trong quá trình tư duy. Nhận thức này giúp bạn cải thiện sai lầm, nâng cao khả năng phán đoán và phát triển tư duy logic. Bằng cách nhìn nhận lại các tư duy sai lầm, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn trong việc giao tiếp và thuyết phục người khác. Nhận biết lỗi tư duy là một phương pháp tự cải thiện bản thân vô cùng hiệu quả. Nó không chỉ giúp bạn trở nên nhạy bén, xử lý tình huống khéo léo, mà còn giúp bạn đạt được kết quả tối ưu trong công việc và đời sống. Nhà khoa học lỗi lạc Albert Einstein từng có một câu nói khá nổi tiếng về việc nhận thức lỗi tư duy như sau: sự điên cuồng là làm điều giống nhau lặp đi lặp lại và mong đợi kết quả khác nhau. Câu nói này nhấn mạnh tác hại của việc tiếp tục thực hiện cùng một hành động mà không nhận ra sai lầm để cải thiện, thì chúng ta không thể trông đợi kết quả khác biệt. Đôi nét về tác giả. Nghệ thuật tư duy rành mạch được viết bởi Ralph Dobley. Ông là tác giả sách, đồng thời là doanh nhân người Thụy Sĩ. Ralph Dobley bắt đầu sự nghiệp viết lách vào năm 2002, bắt đầu trở nên nổi tiếng sau khi xuất bản cuốn sách Nghệ thuật của tư duy rành mạch. Ông nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh và tiến sĩ tại Đại học St. Gallen, Thụy Sĩ, từng cộng tác với rất nhiều tờ báo lớn trên thế giới như The Wall Street Journal, The Washington Post, Financial Times cùng nhiều tạp chí uy tín khác của châu Âu và châu Mỹ. Hành trình ra đời của Nghệ thuật của tư duy rành mạch. Ban đầu, Nghệ thuật của tư duy rành mạch là bản danh sách các lỗi tư duy cá nhân do Ralph Dobley tự tổng hợp để kiểm nghiệm những thành kiến trong quan điểm và nhận thức của riêng ông. Sau này, khi bản danh sách dần hoàn thiện, ông nhận ra chính việc hệ thống lại các lỗi tư duy này đã giúp ích cho ông rất nhiều trong việc đưa ra các quyết định đầu tư, hữu ích trong cả kinh doanh và xử lý về các vấn đề cá nhân. Vậy nên, Nghệ thuật tư duy rành mạch bắt đầu được in ấn thành sách với mục tiêu chia sẻ kiến thức, giúp mọi người nhận biết các lỗi tư duy thường gặp nhằm né tránh việc mắc sai lầm, có được quyết định sáng suốt trong các trường hợp. Kiểm định một vài lỗi tư duy cơ bản. Sau đây sẽ là tóm tắt một vài lỗi tư duy cơ bản. Các khán thính giả của kênh Spy Room Book hãy cùng kiểm nghiệm và xem xét liệu đây có phải là các lỗi tư duy các bạn thường gặp hay không. Đồng thời, liệu cuốn sách Nghệ thuật tư duy rành mạch có thể giúp ích được gì cho bạn. Đầu tiên, hãy cùng bắt đầu với ngụy biện chi phí. Ngụy biện chi phí đề cập đến việc không muốn bỏ lỡ điều gì đó, nhưng dù chúng ta có đầu tư thêm thời gian, công sức, tiền bạc thì cũng không thể có kết quả tốt đẹp, nhưng chúng ta vẫn cố chấp không chịu dừng lại hoặc buông bỏ. Thực tế, ngụy biện chi phí liên tục vận hành trong đời sống của con người. Ví dụ như bạn không muốn bỏ lỡ một khóa học nào đó vì đã dành rất nhiều tiền để mua nó, mặc dù khóa học dở tệ, chẳng giúp thêm được gì cho bạn mà chỉ tiêu tốn thời gian của bạn. Tương tự như trong mối quan hệ, hai người không còn yêu nhau nhưng không chọn chia tay bởi vì chúng ta thấy luyến tiếc khoảng thời gian, công sức đã bỏ ra trong nhiều năm, mặc dù bây giờ khi ở cạnh nhau, hai người không còn cảm xúc gì với đối phương nữa. Vậy nên, hiểu về sự tồn tại của ngụy biện chi phí sẽ giúp bạn hiểu ra một vấn đề quan trọng. Đôi khi trong cuộc sống, để có thể đưa ra các quyết định hợp lý, đòi hỏi bạn phải quên đi những chi phí mình đã bỏ ra cho đến hiện tại. Dù bạn đã đầu tư nhiều đến đâu, đánh giá về lợi ích và chi phí tương lai vẫn nên được xem là một điều quan trọng. Thứ hai, thành kiến về những thứ có sẵn. Thành kiến về những thứ có sẵn là cách chúng ta thường chọn vẽ nên bức tranh về thế giới thông qua việc sử dụng các ví dụ mà chúng ta từng chứng kiến, quan sát, hiểu biết về nó thông qua ai đó, dù rằng điều đó có thể chỉ đúng với một cá nhân. Ví dụ, bạn không tin về hút thuốc nguy hại như lời cảnh báo của các bác sĩ y khoa, đơn giản bởi người ông của bạn đã hút hơn 3 bao thuốc một ngày nhưng vẫn sống đến hơn 90 tuổi. Một ví dụ khác giúp bạn hiểu hơn về điều này, đó là bạn cho rằng một địa điểm nào đó là an toàn chỉ vì bạn biết một người bạn hiện đang sinh sống ở đó và người này chẳng bao giờ khóa cửa khi đi ra bên ngoài.
Việc sở hữu thành kiến về thứ có sẵn khiến chúng ta sống với sự chủ quan và hiểu biết của mình. Điều đó cũng dẫn đến việc định hình suy nghĩ, quyết định hành vi thiếu chính xác và đầy rủi ro trong đời sống. Các bác sĩ chuyên khoa cũng có thể là nạn nhân của thành kiến về thứ có sẵn. Ví dụ theo quán tính, họ có thể áp dụng mọi phương pháp chữa bệnh quen thuộc của mình vào mọi trường hợp có thể. Mặc dù trong nhiều trường hợp, nếu họ suy nghĩ kỹ hơn về các khả năng, có thể họ sẽ tìm ra một phương pháp điều trị mới. Bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của thành kiến về thứ có sẵn. Vì vậy, cách khắc phục lỗi tư duy mà tác giả gợi ý là bạn hãy dành thời gian ở bên những người có tư duy khác với bạn, những người có năng lực chuyên môn khác với bạn. Khi trò chuyện hay chia sẻ với họ, hãy tiếp thu và ghi nhận ý kiến của họ, đồng thời hãy luôn soi xét lại những quan điểm và suy nghĩ của mình để kiểm nghiệm xem bản thân có đang có bẫy của thành kiến có sẵn hay không. Thứ ba, vấn đề không phải là bạn nói gì, mà là cách bạn nói. Cùng xem xét hai câu nói dưới đây. Câu đầu tiên, này, thùng rác đầy rồi. Câu thứ hai, anh có thể giúp em đi đổ rác được không? Thùng rác đã đầy rồi. Với cùng một thông điệp, nhưng tùy vào cách truyền đạt, chúng ta sẽ quyết định quá trình giao tiếp đạt được thành công hay thất bại. Mỗi thông tin được truyền đạt sẽ tùy thuộc vào ngữ nghĩa, bối cảnh, giọng điệu và tất cả những yếu tố đó sẽ tạo nên những ý nghĩa, thông điệp khác nhau. Một ví dụ khác về cách truyền đạt thông tin được nhắc đến trong cuốn sách, các nhà nghiên cứu cho một nhóm người hai lựa chọn về thịt, gồm loại 99% không có chất béo và loại có 1% chất béo. Sau đó yêu cầu mọi người lựa chọn loại nào tốt cho sức khỏe. Bạn hãy thử đoán xem mọi người sẽ lựa chọn gì. Đáp án là những người tham gia thực nghiệm đều xếp hạng loại thịt 99% không có chứa chất béo tốt cho sức khỏe hơn là loại thịt chỉ có 1% chất béo. Điều này chứng tỏ cách sử dụng từ ngữ truyền đạt của chúng ta sẽ tạo nên thông điệp và hiệu ứng khác nhau. Thế nên nhận ra cách sử dụng từ ngữ, cách truyền đạt thông tin tạo ra sự tiếp nhận khác nhau sẽ có thể có ích trong các chiến lược quảng bá marketing. Đồng thời trong đời sống cá nhân, người ta học cách điều chỉnh cách sử dụng từ ngữ để đạt được thành công cho quá trình giao tiếp. Thứ tư, hiệu ứng sở hữu. Hiệu ứng sở hữu chỉ ra rằng con người thường có xu hướng bám víu và đề cao tài sản họ có, như nhà cửa, đồ đạc, các vật dụng tiêu tốn tài chính. Tính sở hữu không có gì nguy hiểm, cho đến khi chúng ta vô tình bị tước đoạt đi mọi thứ. Sự mất mát sẽ biến thành nỗi thất vọng, nỗi oán hận và dày dứt. Điều khôn ngoan khi biết về hiệu ứng sở hữu là đừng cố bám lấy thứ gì, hãy tập coi tài sản của bạn là thứ vũ trụ ban tặng và nó có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Thứ năm, ảo tưởng việc lên kế hoạch. Điều này lý giải khi càng lên kế hoạch chi tiết, chúng ta càng có xu hướng bỏ qua những yếu tố phụ có thể làm chệch hướng kế hoạch của chúng ta. Vậy nên trong cuộc sống, lập kế hoạch là điều tốt, nhưng đừng quá cứng nhắc và bám lấy từng chi tiết hoàn hảo có trong kế hoạch. Phải nhớ rằng cuộc sống luôn có những yếu tố bất ngờ xảy đến, vì thế hãy sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. Thứ 6. Kiến thức tài xế. Đây là dạng kiến thức bề nổi, bóng bẩy nhưng không thực sự hữu ích. Hãy cẩn thận và xem xét kỹ càng hơn với những người sở hữu kiến thức tài xế. Họ có thể là người phát ngôn của một công ty, người dẫn chương trình, phát thanh viên, kẻ khéo miệng, kẻ thích ba hoa trích chòe. Hãy nhớ những người thực sự hiểu biết là những người khiêm nhường. Họ chỉ nói những điều bản thân biết, im lặng khi không biết và thường họ sẽ chỉ nói về những gì thuộc vòng tròn hiểu biết của riêng họ. Trên đây là một số lỗi tư duy phổ biến được tóm tắt và giản lược theo cách hiểu ngắn gọn nhất. Để tìm hiểu thêm về các lỗi tư duy còn lại, các khán thính giả có thể đặt mua cuốn sách theo đường link được ghim ở phần bình luận để nắm rõ hơn nội dung. Đánh giá chung về cuốn sách. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng bàn luận về tính khoa học của thông tin, lý thuyết được trình bày trong cuốn sách. Như chia sẻ ban đầu của tác giả, nghệ thuật của tư duy rành mạch là bản ghi chép cá nhân mà Ralph Dobberly tổng hợp từ nhiều nguồn kiến thức mà ông đã đọc và học hỏi trong nhiều năm. Điều này có nghĩa là những kiến thức trong cuốn sách không phải là khoa học chính thống, thay vào đó là một hệ thống kiến thức có vay mượn, được sửa chữa, chọn lọc thông qua lăng kính và trải nghiệm cá nhân của tác giả. Vậy nên khi tiếp cận với cuốn sách này, bạn hãy đọc với một tư duy cởi mở, đặt mục tiêu là tham khảo tri thức. Bạn cũng có thể dựa vào cuốn sách, tạo ra một bản danh sách các lỗi tư duy của riêng mình nhằm đúc kết những kinh nghiệm sau những sai lầm và học hỏi những điều bổ ích. Hơn hết, hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng phản biện nếu như bạn cảm thấy chia sẻ của tác giả chưa thực sự đúng đắn và thuyết phục. Nghệ thuật tư duy rành mạch liệu có mang lại sự thịnh vượng nhảy vọt như tác giả kỳ vọng hay không thì điều đó vẫn chưa được thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, cuốn sách có thể mang lại cho bạn sự thú vị riêng biệt nếu như bạn dành chút thời gian rảnh rỗi thưởng thức nó. Lời kết. Trong cuộc sống và công việc, việc nhận biết các lỗi tư duy đóng một vai trò quan trọng. Việc tự đặt ra câu hỏi, cởi mở với những quan điểm khác nhau sẽ giúp bạn nhìn nhận cuộc sống với một lăng kính phong phú và khách quan. Cùng với đó, hãy luôn giữ sự kiên nhẫn, liên tục học hỏi từ những sai lầm và không ngừng mở rộng tư duy. Nghệ thuật tư duy rành mạch không phải là một ấn phẩm đặc sắc,
Tuy nhiên, cuốn sách có thể trở thành một bước đệm nhỏ giúp bạn nhận biết các lỗi tư duy thường gặp, từ đó đưa ra các quyết định cân bằng và sản xuất hơn. Cảm ơn các khán thính giả đã lắng nghe trọn vẹn video của Spyroom Books. Nếu các bạn hứng thú và muốn đặt mua cuốn sách này, hãy ghé qua phần bình luận được ghi ở phía dưới video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.